Nhằm ngăn ngừa tình trạng ngộ độc rượu có chứa methanol, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đang tới gần, bên cạnh siết chặt quản lý thị trường bia rượu, thì các cơ quan chức năng của Quảng Ninh cũng đang tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm khi sản xuất rượu. Là một trong những cơ sở sản xuất rượu lớn nhất trên địa bàn thị xã Quảng Yên, việc thực hiện nghiêm các quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất rượu luôn được chủ cơ sở này quán triệt kỹ lưỡng trong tất cả các khâu thực hiện. Đồng thời, sản phẩm được dán tem mác QR code để truy xuất nguồn gốc, cũng như được đưa đi kiểm định chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Chúng tôi sẽ mang cái rượu đóng chai này là ra cái CDC của tỉnh Quảng Ninh để xét nghiệm 6 cái chỉ tiêu mà do sở đã phải kiểm tra cái chất lượng thì chúng tôi mới cho vào sản xuất để bán ra cái thị trường cho khách hàng. Bên cạnh những cơ sở sản xuất lớn, thị xã Quảng Yên hiện vẫn còn khá nhiều cơ sở nấu rượu thủ công ở quy mô gia đình, sản lượng ít. Hầu hết đều sản xuất theo phương thức truyền thống, chưa thực sự chú trọng đến các quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, việc tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân nắm bắt, hiểu và thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là nhiệm vụ được các địa phương tích cực triển khai trong thời gian qua. Trước tiên là mình phải thực hiện đúng là phải vệ sinh an toàn thực phẩm mà phải lấy men đúng nguồn gốc mà men chuẩn. Men là mình chọn cái men ngon, men chuẩn mình mới nấu. Mà khi mình nấu thì mình ủ men, ủ rượu cái này là mình phải ủ đúng quy trình. Thì cũng đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và cũng có cái ký cam kết đối với lại các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất kinh doanh. Trong đó có cơ sở nấu rượu thủ công về việc là chấp hành nghiêm túc các cái quy định về đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và chúng tôi thì cũng đã thành lập các cái tổ công tác và cũng đã thường xuyên đi kiểm tra. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán này, các cơ quan chức năng của địa phương cũng đang đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm ở các cơ sở nấu rượu trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã thành lập đoàn liên ngành và xây dựng các kế hoạch để tăng cường các công tác kiểm tra cụ thể các cơ sở sản xuất rượu để đảm bảo làm sao mà các cơ sở tuân thủ theo đúng cái quy trình sản xuất sản phẩm đảm bảo an toàn trước khi đưa ra thị trường, và chúng tôi cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cái trường hợp các cơ sở vi phạm. Để đảm bảo sức khỏe trong dịp Tết sắp tới, các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng rượu bia. Nếu có, nên lựa chọn các sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, đã được các cơ quan chức năng kiểm định và công bố đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.